Chào mừng anh chị lại đến video clip tiếp theo của Khải. Và video clip ngày hôm nay Khải sẽ giới thiệu với anh chị về phiên bản Toyota Vios bản G. Thì với bản G anh chị sẽ có một số cái điểm khác biệt nào so với bản E số tự động, thì Khải mời anh chị xem qua video clip ngày hôm nay nha. Và bây giờ Khải sẽ đến với phần đầu xe để chỉ ra một số điểm khác biệt trên phiên bản Vios G mà trong video clip ngày hôm nay Khải muốn chia sẻ với anh chị. Ở phần cụm đèn, anh chị có thể thấy ngay là đối với Vios G, anh chị sẽ có cụm đèn dạng LED, xi nhan là halogen và đèn vị trí cũng là dạng LED. Ở dưới đây anh chị sẽ có đèn sương mù. Và khu vực này đối với phiên bản Vios G, anh chị sẽ có cảm biến trước. Như vậy tổng cộng anh chị sẽ có 6 cảm biến xung quanh xe, 2 cảm biến trước và 4 cảm biến sau. Ở khu vực đèn sương mù và lưới tản nhiệt của xe, anh chị có thể thấy ngay là xe sẽ có dạng là sơn bóng. Khác với phiên bản Vios bản E số tự động, nó là sẽ là dạng sơn màu đen nhám . Đây là những điểm khác biệt ở phía trước phần đầu đèn xe. Thì bây giờ Khải sẽ tiến sang phần thân xe. Đối với phiên bản Vios bản G thì anh chị cũng sẽ có cái mâm kích thước dạng 15 inch và cái dạng phay xước cũng giống như bản E số tự động. Nhưng mà ở đây anh chị sẽ có tay nắm cửa mã chrome. Xe của mình sẽ có nút bấm để có thể sử dụng cái remote startup. Như vậy phiên bản Vios G anh chị sẽ sử dụng hệ thống đề nổ bằng nút bấm. Nó khác với bản E số tự động là chúng ta sẽ khởi động bằng chìa khóa ha. Bây giờ Khải mời anh chị tiến qua phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe Khải cũng muốn giới thiệu là Vios, như hồi nãy Khải có giới thiệu, thì Vios bản G chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cảm biến, 4 cảm biến phía sau. Đây là khu vực cảm biến phía sau như anh chị có thể thấy. Bây giờ mình sẽ tiến vào phần cốp ha. Đây, như anh chị thấy ngay là đối với phiên bản Vios bản G là chúng ta sẽ có một cái nút bấm để mở cốp. Đó, anh chị có thể thấy ngay đây là nút bấm để mở cốp. Và phía bên này chúng ta sẽ có một cái camera lùi. Thì đối với Vios bản G sẽ có nút bấm như vậy, anh chị có thể thao tác trên remote để mở cốp hoặc là bấm nút ở ngay phía phần sau đuôi xe. Vios bản E số tự động thì chúng ta sẽ không có cái nút bấm này, nó sẽ khác ở những cái điểm đó ha. Bây giờ phần cốp xe thì đối với phiên bản Vios bản G thì cốp xe nó cũng sẽ giống như bản E số tự động. Anh chị cũng sẽ có một cái cốp khá là rộng rãi. Đây anh chị có thể thấy cốp xe Vios bản G ở khu vực này thì anh chị cũng sẽ có mâm xe dạng giống như phía bên ngoài, khu vực để các bộ đồ nghề của xe. Còn phần con đội của xe thì nó sẽ nằm ở dưới ghế tài. Bây giờ Khải sẽ đi tổng quan về phía bên ngoài để cho anh chị xem sơ lược là cái Vios bản G. Đây là phiên bản màu nâu vàng. Thì hiện tại Vios bản G bên Toyota Hùng Vương Khải đang có các màu như là màu nâu vàng, màu trắng và màu bạc dâu ngay. Đây anh chị có thể thấy đây là tổng quan về ngoại hình của Vios bản G. Như vậy anh chị nào đang có nhu cầu về các màu này thì có thể liên hệ lên với Khải, số hotline là 0906 648 952 thì có thể lên đây để xem xe và lái thử và có thể đem lựa chọn những cái màu đó để mình có thể có xe ngay. Đây là những cái màu mà bên Khải đang có thể giao ngay là màu nâu vàng, màu bạc và màu trắng. Bây giờ Khải sẽ mời anh chị tiến vào trong phần nội thất. Một số điểm khác biệt trong phần nội thất Khải muốn chia sẻ nhanh là việc màn hình của Vios bản G và bản GRS thì nó sẽ đẹp hơn. Nó dạng thiết kế dạng khác. Cái phần màn hình thể hiện thông tin của nó sẽ lớn hơn và phía bên phải, còn trung tâm sẽ là đồng hồ tốc độ và bên trái là đồng hồ vòng tua. Ở dưới vô lăng anh chị sẽ có một cái hệ thống là ga tự động. Đây, khu vực đây là khu vực cruise control hay là ga tự động để anh chị có thể dễ dàng sử dụng trên cao tốc. Và cái này mình chỉ sử dụng trên cao tốc thôi nha anh chị. Và đối với phiên bản Vios bản G, nó sẽ có tính năng là lóc cửa theo tốc độ. Như vậy khi anh chị chạy trên 15 km, xe sẽ tự động lóc cửa, an toàn hơn trong quá trình mình sử dụng. Và đây là khu vực của hệ thống điều hòa. Thì Vios bản G sẽ sử dụng điều hòa tự động và nó sẽ có thể hiện được cái nhiệt độ trên màn hình. Anh chị có thể dễ dàng điều chỉnh mức nhiệt độ mình mong muốn. Đây là một số cái khác biệt ở trên Vios bản G mà Khải muốn chia sẻ. Rồi bây giờ Khải sẽ mời anh chị đến với phần giá xe, chương trình khuyến mãi, mức giá lăn bánh
và chương trình vay trả góp dành cho Vios bản G và các phiên bản Vios mà anh chị đang quan tâm, thì sẽ mời anh chị xem tiếp phần tiếp theo ạ. Và bây giờ đến với phần về chương trình khuyến mãi, chương trình giá xe lăn bánh và chương trình vay mua trả góp dành cho Toyota Vios bản G. Khải sẽ chia sẻ sơ lược để anh chị có thể nắm rõ. Thì đầu tiên đối với Vios bản G, anh chị sẽ được hỗ trợ là 30 triệu lệ phí trước bạ cộng với camera hành trình trị giá là 4,5 triệu. Còn với Vios bản E số sàn và bản E số tự động, anh chị sẽ được hỗ trợ 25 triệu lệ phí trước bạ cộng với 4,5 triệu camera hành trình. Đây là chương trình khuyến mãi của Toyota Việt Nam hỗ trợ dành cho tất cả quý anh chị đang mua xe trong chương trình tháng 11 này. Ngoài ra, khi anh chị liên hệ tới ngay số hotline của Khải là 0906 648 952 thì sẽ có một chương trình và một mức giá ưu đãi cụ thể hơn. Anh chị khi lên đến ngay showroom của Khải là 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, Toyota Hùng Vương. Vì cái lý do là Khải không thể nào chia sẻ chi tiết nó qua cái video này nên anh chị thông cảm và có thể gọi ngay tới số hotline để Khải có thể chia sẻ và báo giá cho anh chị. Thì đến với phần về mức giá lăn bánh. Đối với Vios bản G là phiên bản kế bên Khải đây, mức giá lăn bánh ở khu vực tỉnh sẽ là 613 triệu và khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 632 triệu. Đây là mức giá Khải tạm tính trừ cái 30 triệu lệ phí trước bạ vào đây. Và chắc chắn sẽ có một mức giá cụ thể hấp dẫn ưu đãi hơn khi anh chị lên tại showroom của Khải. Khải không thể nào chia sẻ qua video clip này được, mong anh chị thông cảm. Và đối với Vios bản E CVT, nếu mình lăn bánh ở khu vực tỉnh sẽ là 536 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 555 triệu. Vios bản E số sàn lăn bánh ở tỉnh là 480 triệu, còn ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 499 triệu. Vừa rồi là mức giá Khải đã gửi tới anh chị về chương trình anh chị mua lăn bánh tại khu vực tỉnh và khu vực Hồ Chí Minh. Và mức giá này Khải cũng đã tạm tính lệ phí trước bạ giảm đi 50%. Đó, thì anh chị có thể tham khảo được mức giá nếu mình mua xe tại thời điểm này. Và khi anh chị chốt xe tại thời điểm này và anh chị xuất hóa đơn, hoàn thành thủ tục cho cái việc là mình lấy được cái xe này, và sau đó anh chị có thể chờ đến ngay khi mà chính thức giảm thuế, thì anh chị sẽ được hưởng ưu đãi vừa là chương trình của Toyota và vừa là chương trình của nhà nước. Như vậy anh chị sẽ được lợi hơn rất là nhiều so với việc mà khi chính thức mà mình được nhà nước giảm thuế, thì chắc chắn chương trình nó sẽ không còn hấp dẫn như bây giờ nữa. Bây giờ Khải sẽ đến với phần về mức giá dành cho anh chị mua qua ngân hàng. Và mức giá Khải chia sẻ ở đây là mức giá Khải đã tính bao gồm luôn cả bảo hiểm thân xe. Như vậy là mình có thể đủ tất cả các chi phí để anh chị có thể lăn bánh và đưa trước. Và chương trình Khải cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị có thể vay được 85% giá trị xe, thời gian vay là 8 năm 96 tháng. Và bên Khải cũng hỗ trợ để chứng minh cái nguồn thu cho anh chị. Nếu anh chị có nguồn thu nhưng mà không chứng minh được và thời gian ra thông báo cho vay thì trong vòng là khoảng 15 tới 20 phút. Như vậy anh chị có thể biết ngay được là mình có thể mua được xe hay là không. Bây giờ mình sẽ đến với phần về mức giá đưa trước dành cho anh chị đang quan tâm về phiên bản Vios G mà cái clip ngày hôm nay Khải muốn chia sẻ tới. Thì mình đưa trước ở khu vực tỉnh sẽ là 106 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 125 triệu và mình thanh toán tháng đầu là 7 triệu rưỡi. Còn đối với Vios bản E số tự động, mình đưa trước ở khu vực tỉnh là 96 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 115 triệu, thanh toán tháng đầu là 6 triệu 9. Còn anh chị nào quan tâm về Vios bản E số sàn, đây là hướng tới anh chị nào kinh doanh dịch vụ, thì đưa trước ở khu vực tỉnh là 85 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 104 triệu và mình thanh toán tháng đầu là 6 triệu 1. Vừa rồi là mức giá Khải chia sẻ về chương trình anh chị dành cho anh chị nào mua qua chương trình vay trả góp. Anh chị đang có nhu cầu về quan tâm về dòng Vios G và cái video clip ngày hôm nay Khải chia sẻ, thì các màu sắc mà hôm nay Khải muốn chia sẻ để có thể giao xe ngay cho anh chị đó là phiên bản màu nâu vàng kế bên Khải đây, và phiên bản màu trắng và phiên bản màu bạc là những xe mà bên Khải đang có sẵn, thì có thể gửi ngay tới anh chị. Anh chị lên đây mua xe là có thể có xe giao ngay, mình nhận xe mình đem xe về ngay lập tức luôn ạ. Và cũng không quên là cảm ơn anh chị đã xem qua video clip ngày hôm nay. Anh chị cảm thấy video này hữu ích thì có thể like, chia sẻ hay là comment, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Khải. Và bây giờ cũng không quên xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.